không có cái chiêu nào để né liền, bán sao cho trúng được anh Esu. Rồi xong anh luôn rồi. Pha này mà anh không chết thì em cũng hơi dở đó. Tóc biến lên chơi em anh luôn chứ đừng có đùa. À, anh bò xong sau khi anh bò nó gọng rồi thì mình sẽ tóc biến lên mình chơi đó. Thấy chưa, thấy gì không? Thấy hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì theo yêu cầu của anh em làm việc với tướng John thì mình sẽ chơi John và chia sẻ cái video bản ngọc phù hiệu cho anh em xem nhá. Mình đã tiêu diệt được vị tướng Bright của thì bạn dứt luôn thằng này nè. Ý anh rồng ơi vừa cái đuôi quật cái đuôi một phát làm cho anh em bay lên trời, em không xả sát thương được kìa. Ui xui tên bạn ấy hay quá rồi ấy. Thì pha này, trong cái pha này thì team mình đã giết được hai vị tướng của team bạn, mà mình đã trợ được hai mạng và giết được một mạng ở dưới kia. Thì theo yêu cầu của anh em thì mình sẽ chia sẻ thôi, hướng dẫn mùa 22 này mà anh em lên cái build như thế nào cho nó mạnh nhất. Thì vị tướng zone này thì nói chung là cơ bản cái vị tướng zone này là cần phải có một lượng đồ, một lượng đồ thì nó sẽ bán bao win luôn anh em. Thì mình chơi vị tướng zone, mình ví vị tướng zone đây là một trong những cái máy bán bò tốt nhất luôn anh em ạ. Một trong những cái máy bán bò thì khi mà vô nó có cái lượng đồ rồi thì anh em bán bò, bán những cái con tên cơ là như bán giấy. Đấy, anh em cứ vô tư mà chơi vị tướng vô này. Tuy nhiên vị tướng vô nó rất là ngại những vị tướng sát thủ, bởi vì nó tốc độ di chuyển vị tướng vô nó rất là chậm, nó không có cái chiêu nào để né liền, bán sao cho trúng được anh Esu. Rồi xong anh luôn rồi. Pha này mà anh không chết thì em cũng hơi dở đó. Tóc biến lên chơi em anh luôn chứ đừng có đùa. Anh bò xong sau khi anh bò nó gọng rồi thì mình sẽ tóc biến lên mình chơi đó. Thấy gì không chết ngắt ngay đấy anh em. Thấy mà vị tướng vô mà sấy những vị tướng con bò như vậy mà nó còn xuống máu tụt máu không phanh nữa thì anh em biết rồi. Mình nhiều lúc nhiều anh em mà chơi vị tướng vô đó mà anh em xả sát thương nó không có tối ưu quá sát thương, bởi vì như sau này nha. Mình sẽ nói cái cách chơi vị tướng vô nha anh em. Khi mà anh em bán, mình nói cái nội tại của anh vô trước. Cái nội tại của anh vô đó là mỗi cái đòn đánh thường thứ 5 liên tiếp thì sẽ bán ra 7 lần công kích những kẻ địch phía trước mặt và gây sát thương tối đa 2% máu, sát thương lực vật lý. Đó là cái nội tại vô tận tên của vị tướng vô. Và sau khi tung chiêu thì anh em bán nó sẽ ra vô tận tên. Sau khi tung chiêu mà anh em bán thường nó sẽ ra vô tận tên. Chính vì vậy á, khi mà anh em bán xong á, bán cái một cái chiêu thức nào xong á thì anh em phải bán thường và anh em đứng y bán để cho nó bán hết cái nội tại đây, anh em hãy di chuyển chứ anh em đừng có vừa đánh vừa di chuyển vừa bán vừa di chuyển vừa bán là nó sẽ bị mất cái nội tại của vị tướng vô nha anh em. Đã quýnh vị tướng vô khi mà đánh bán thì anh em phải đứng y mà bán, đừng có chạy ra hết, bởi vì khi mình bán á thì nó sẽ mất cái vô tận tên đó. Anh em cứ để cho nó sấy hết cái vô tận tên đi thì rồi thì anh em hãy di chuyển. Rồi thì bây giờ đó là cái những khi mà anh em đã bán chưa biết bán vô đó, anh em cứ vừa xả cái nó vừa ra cái vô tận tên cái anh em bấm cái nút đi, cái là nó mất cái vô tận tên mất thì cái sát thương của vị tướng vô nó mất nó không còn nhiều nữa. Nó có bán 2-3 cái mũi tên nữa mà đây nó tới 7 cái mũi tên mà anh em bắn 2-3 cái anh em chạy mất. Ôi bá đạo luôn kìa, chạy ra anh ơi. Mình bán bừa vào trong cái mình vừa thấy một cái thằng nào ló cái bụi mình bán vô trong đó là mình nằm im ru luôn anh em ạ. Thế có cày không? Ui né ngay. Anh em thấy mình di chuyển ổn không? Ổn Manakada luôn. Ê, vừa mới nói xong. Thật là cổ quá đi đó hả? Anh lại chơi mình định né để mình né cái viễn trình kích của vị tướng Esu. Nó bắn trúng mình biết anh em ạ. Thế có cay hay không? Rồi cái trụ này đổ xuống nha anh em. Rồi giết được 4 mạng mà một cái trụ nữa thì bao xanh luôn nha anh em. Mình cứ đi theo cái rắc này. Người rắc này nó kéo hay quá mà. Nếu mà nó kéo hay như vậy thì mình cứ theo nó mình giết vào đó. Đúng mây vừa mới khăn nó hay cái nó đỡ mũi nó cắn. Nó kéo thằng kia y đinh luôn anh em ạ. Truyền thiết ngay rồi xem xong cái bùa xanh này luôn. Đấy, cái con quái nhỏ này thì lượm luôn chứ để làm chi gấp chá. Bán cái mũi tên qua phía bên kia nè. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái chiêu thức của vị tướng John nha anh em.
chi một của vị tướng vô là cái tên nổ, thì vô sẽ bắn ra một cái mũi tên nổ ở vùng chỉ định và gây sát thương, đồng thời là giảm tốc chạy của vị tướng các vị tướng địch. Thì nói chung cái chiêu này thì nó cũng chả gây sát thương gì bao nhiêu, mà cơ bản là mình dùng nó để mình kích hoạt cái nội tại của vị tướng vô. Đó là sau khi mà anh em tung chiêu đánh thường thì nó sẽ tạo ra vô số tên, mũi tên, nó là vô tận tên anh em ạ. Rồi cái chiêu hai của vị tướng vô, đây là cái chiêu cơ bản thì anh em phải nâng mát cái chiêu này. Chiêu này là chiêu tên thần, cái chiêu này lúc trước là nó là cái chiêu cuối của vị tướng vô đó anh em ạ, nhưng bây giờ nó sẽ đổi qua là chiêu hai rồi. Đấy đúng rồi, mình thấy luôn nè, chết ngay. Ui giời, chơi xong pha này rồi. Lúc vô kêu pha đó thằng Esu nó lũ đầu ra nó bán thì chắc chắn là mình không đỡ được rồi anh em ạ. Đấy, đúng rồi, chém luôn đi anh Giang ơi, bị hất tung rồi, làm gì nữa, chém đúng rồi, hay lắm anh ơi. Rồi anh cũng phải nằm xuống rồi, vì tướng Giang đã nằm xuống thì vì tướng Garak này chắc chắn cũng như cái bị thịt mà đây thôi. Cố gắng lắm thì có thể là giết được vị tướng Esu, nhưng mà chắc chắn là không được rồi này. À, cái đó là cái chiêu hai của vị tướng Zon. Chiêu hai là chiêu tăng tên thần, thì nó bán xuyên bán đồ, thì như này thì anh em nâng mát lên cho mình, và nó bán thì khi mà tướng địch nó ốp sát vào tướng Zon á thì anh em bán cái tên thần này nó sẽ đẩy lùi vị tướng địch ra nha. Thì cái anh em nhớ là khi mà đấu đầu những vị tướng sát thủ của team bạn mà nó ốp sát thì anh em nhớ là giữ lại một cái chiêu tên thần này để mà anh em ao nhai tướng địch, anh em đẩy nó ra mà anh em bắn. Rồi về cái chiêu cuối của vị tướng vô đó là mưa tên, thì nó sẽ tạo ra một cái vòng tròn và nó di động và nó sẽ mũi tên nó sẽ đổ từ trên trời đổ xuống như mưa anh em ạ. À, thì nó gây sát thương. Cơ bản là vô thì nó sẽ bán theo cái nội tại đó anh em. Anh em là nhớ là lưu ý là bán xong là anh em lấy nội tại bằng cách là bán năm cái đánh thường. Mình bị cái thằng Esu nó rải từ nãy giờ, bán đầu quá anh em ạ. Bán đầu quá. Nó bán từ nãy giờ là mình 3-4 phát ngay cái mặt mình luôn, rồi mình đi về. Màu máu cho nó ghê quá, bán từ nãy. Mình định đi về rồi nhưng mà thấy bầy lính này nó hơi bị ngon, qua trở lại ăn miếng lại về. Cái tính thơm lom nó không bỏ được cơ em ạ. Người ta nói thơm thì thăm, đúng rồi, thì thơm thì nó phải có cái thăm thăm trong đó thì nó mới gọi là thơm. Chứ nếu mà thơm lom mà nó được hết thì ai cũng thơm lom anh em ạ. Nếu mà pha đó mình ra mình ăn bài lính, lỡ đâu cái ngủ không nó đâu trong bụi nó ra nó hù mình một cái là mình chết queo luôn, mình đang xuất khỏi trái đất ngay. Nên tên bạn nó có ngủ không nó đây để lính vòng hai bên cánh rất là sợ anh em ạ. Garak của team mình đó nha, báo kê mình đi bạn ơi, ăn cái con tạc thằng Seiya này để nó đẩy đường nha anh em. Khi mà phút thứ 8 rồi thì tạc thằng Seiya nó sẽ đẩy đường cho mình. Đấy, ngủ không nó đẩy cái trụ dưới kia lên em ạ. Ui trời, một sấy là nó cái con bò ngay anh em ạ. Một sấy là nó cái con bò ngay. Bắn cái mũi tên vô cái mặt mình nữa luôn nè. Thằng nào ra đây tao bắn chết cha tụi bay. Ra đây. Mày ui. Vừa mới nói mày ra đây cái nó ui không trượt phát lào luôn anh em ạ. Thế có cay hay không? Nó đẩy về nó cho mình về trụ bên số ngay luôn. Ra nó ui tả xung hữu đồ cú đấm chân không dứt mình chết ngay luôn anh em ạ. Ở dưới kia thì cái trụ của mình nó bị thằng ngủ không nó đẩy một đường dài thật là dài luôn đó anh em. À, về cái cách chơi zone thì nói chung là anh em phải lưu ý là cách di chuyển, đừng có di chuyển hổ báo như nãy như mình kêu nó ra đây cuối cùng nó bán nó đột mình một phát sắp mặt lờ luôn đó nè. Anh em lưu ý là di chuyển sau những vị tướng support của team mình để nó bảo kê cho mình bán. Khi mà bán á, thì anh em không nên là vừa bán vừa đi nha, anh em cứ bán một cái chiêu cuối hoặc là chiêu tức nào đó, sau khi là anh em bán thì anh em sẽ đứng yên một chỗ và xáy hết cái nội tại cho mình. Sau khi xáy hết cái nội tại thì đó, ví dụ như vậy mình không có chạy luôn, mình sẽ đứng mình bán luôn, có chết cũng được chứ đừng có chạy vậy đây mà pha đó mình chạy thì mình cũng phải chết thôi, bởi vì cái vị tướng chôn nó rất là lù lù, anh em cứ chạy như vậy là anh em không gây được sát thương, mà trong khi sát thương của anh vô là phải cực kỳ lớn, anh em cứ đứng bán khô máu cho mình chết cũng được. Nhưng mà khi mình nói vậy thôi chứ mà anh em lưu ý là đánh thì khi mà mình chạy không được rồi thì mình phải đứng mình giao chiến. Chứ mà khi mà anh em mà có cơ hội để chạy á,
mà anh em thấy nó từ xa rồi mà anh em còn đứng đó cho nó lên nó giết á, thì anh em không nên như vậy nha. Khi mà giao vua giao chiến rồi thì anh em cứ đứng xả sát thương, đứng phía sau đó mà xả sát thương cho mình, đừng có sợ, bởi vì vô bị tướng băng bò mà băng bò như băng giấy mà. Đây nè, một sấy là đi ngay nè, đó anh em thấy không? Giờ mình lên cái rank Ferris rồi là cái sát thương của mình cực kỳ lớn nha. Vì tướng Zone thì anh em không nên lên cái trang bị đó là để mình xem cái trang bị diệt thần cung đó anh em. Thì anh em có thể xem sát lên, nhưng mà mình thấy thì cái trang bị diệt thần cung này thì sát thương nó có 150 sát thương à. Nó không có cộng được nhiều sát thương cho vị tướng Zone, nhưng mà nó có cái tỷ lệ chí mạng và có cái xuyên giáp, thì cái này nó có thể là thay thế cho một cái món xuyên giáp của mình, đó là cái kiếm mà Samurai. Cái kiếm mà Samurai thì nó sẽ có nội tại là 40 xuyên giáp, thì cái diệt thần công này nó cũng 40 xuyên giáp nha anh em. Xuyên giáp của anh em thì không quá đâu, không được nhiều đâu, bởi vì khi mà anh em lên cả hai món đồ thì nó sẽ bị trùng nội tại, và cái lượng xuyên giáp của anh em nó sẽ bị trùng, nó không có lên được nhiều. Chính vì vậy thì anh em lên diệt thần công thì không lên kiếm ma Samurai nha. Mà cái diệt thần công này nó tiền nó nhiều lắm anh em ạ, nên là nó anh em cũng cẩn thận nha, nó tới 2.900 tiền lận. Còn cái ma Samurai thì chỉ có tầm khoảng là 2.000 tiền. Tóc biến ra trời ngay, ui dùi ui, hơi bị non nhưng cái lớp phè quá đó hả. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nội tại xong nè. Ai ngủ không mà vô đây, vô đây mà vô đây, thứ thằng nào chết đây không. Mình bán bò mà anh em, mình bán bò mà anh em, mình lên cái giáp hồi sinh nữa thì thôi mình đứng mình tẩy thôi chứ. Đó đúng rồi, một ui ui, ngủ không kìa, nằm im ru ngay, chết sạch sành sanh anh em ạ. Đấy anh em thấy không, khi mình bán vô như vậy là mình bao win, mình đẩy cái đường lính này lên để mình trụ lính nó vô thì trụ bán nhanh hơn. Tên mình tăng vẫn được, nhưng mà thôi kết thúc clip rồi anh em ạ. Anh em xem vui vẻ nha, mà chơi vị tướng nào anh em cứ comment với phần bình luận, nhớ là bấm đăng ký và bấm chuông để ủng hộ mình nha.